Xin chào quý bạn, tôi đang giới thiệu đến quý bạn một chiếc Audi Q5. Đây có thể coi là một phiên bản đặc biệt khi mà xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama, hệ thống la răng 5 chấu và đặc biệt là hệ thống loa cũng khác biệt hoàn toàn so với những cái mẫu Audi Q5 chính hãng trên thị trường. Chiếc Audi Q5 này đang được Việt Nhật Auto chào bán với mức giá khoảng 1 tỷ 250 triệu. Audi Q5 màu đen, sản xuất 2013, biển Hà Nội, chính chủ cá nhân các bạn nhé. Với cái giá 1 tỷ 250 triệu thì nó đang có giá ngang bằng với một chiếc Camry 2.0G nhập Thái 2019, hoặc là tương đương với một mẫu Santa Fe Fortuner. Và dĩ nhiên là ở đây chúng ta sẽ có cái phép đánh đổi thôi, không có một mẫu xe nào hoàn hảo cả. Về khả năng vận hành, cảm giác lái cũng như là tính năng an toàn, tiện nghi thì mẫu Audi Q5 này vượt trội hoàn toàn so với tất cả những cái mẫu xe mà tôi vừa nói đến. Vì đơn giản, Audi Q5 đã thuộc hàng phân khúc xe sang, trong khi đó các mẫu xe còn lại vẫn chỉ là dừng lại ở mức xe bình dân hoặc là tiếp cận với giới suýt xe sang thôi. Đây chúng ta quan sát, Audi thì vẫn nổi bật với những cái cụm đèn, cả về đèn chiếu phía trước và cả đèn hậu phía sau. Và thấy cụm đèn hậu phía sau thật sự là đẹp tuyệt vời. Và toàn bộ hệ thống đèn trên Audi Q5 đều là đèn full LED. Audi Q5 này 2013 các bạn nhé. Đây là tổng thể của xe này. Ta ngó qua một chút về nội thất đi. Nhìn quả đèn của Audi thì đúng là mặc dù đã 5-6 năm tuổi nhưng thực tế là với cái hệ thống đèn full LED này và những công nghệ mà nó có sẵn thì không phải bất kỳ mẫu xe nào ở thời điểm hiện tại cũng được trang bị. Ta ngó qua chút về nội thất. Da đen rất là mềm. Nói chung là xe Đức nó vẫn có cái gì đó khác biệt, thật sự là như vậy. Rồi, ngó cái khoang cabin một chút nào. 1 tỷ 250 cho một mẫu xe Q5 Audi. Xe là 5 vạn 6. Tuyệt vời, thật sự là Audi thì rất khó để chê. Tất cả những chi tiết này chúng ta đều là ốp gỗ hết, nguyên bản theo xe. Audi thì vẫn được đánh giá rất cao ở khả năng vận hành, an toàn và đặc biệt là cảm giác lái. Thông tin về Audi Q5, các bạn vui lòng liên hệ với số hotline bên dưới. Giá bán, hình thức giao dịch cũng như là địa chỉ để xem xe. Rồi chúng ta đi một vòng xem hôm nay Việt Nhật có những cái xe gì hot nhá.